Từ bây giờ là kênh tự chào đi. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại cái phần tiếp theo. Còn phần này mình sẽ để cho lực quay. Phần này thì anh ta sẽ tập trung vô nghiên cứu cách pháp đồ. Nên ai muốn xem tập này thì xem mời của lực nha. Trong cái tiến trình mà làm cái lò than này, cuối cùng nó cũng phải trả cái gian khổ cái tiền này. Chờ mấy cái gì ngon ngon chút xíu đây. Thôi mà còn nghiên cứu mày chế đi, mà sáng tao chế mấy cái iron. Coi nè. Giờ tôi giờ tốt nhất là bà... tốt nhất Buổi là sáng sao mày đẹp vậy đấy. đang chế mấy cái đồ mà kiểu gì đây, sẻng này, iron nữa, mấy cái đồ iron nữa, chứ đồ đá này nghèo lắm rồi, cổ xưa rồi. Mà chút vô liền. Vậy Tao thấy nó bị lắc sao, tao thấy người bị đen xì à. Tao phải thấy vô. ass. Ủa mày có quay không? Không, mày quay đi. Giờ Tí nữa tao quay. Tí nữa có đi đâu phiêu lưu tao quay. Chứ ở nhà đóng mấy đồ mấy này mấy 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 tập mấy bữa nay tao quay ở nhà không có đi phiêu lưu đâu. đó, thì tao cũng canh tao quay những cái đoạn gì hay tao quay tao up. Bây giờ là quay cái đoạn mà mình chế đồ này xong đó là đi mình quay luôn. Ok, đây là nhân vật của mình: cặp kính, nón cao bồi, áo thun, có quần đùi với lại cái quần giáp đó. Thì bây giờ phong sắc này chế được gì không ta, để coi nè. Cô bị gì rát rồi. Nay nay chạy server yếu không sao, qua Iron server ngon ngon tí. The hell man. PS làm phát này đi, thiếu stick. Lấy cái này ra. Đây là khu căn cứ bí mật của bọn mình. Mặc dù zombie lan rất là nhiều nhưng mà dùng cái đó chắn là một cái hay. Bây giờ chờ chờ chút, tao lịch sẵn, tao lên web tao kiếm cái cách để tìm cái đầu đạn để anh em mình Ra. phải tìm, không biết tìm ở đâu, cái gì tao đi tìm. Đây là máu. Chờ chút, tao lên sẵn, tao lên xem đi. Thôi để tao đi xung quanh tao lúc đồ. Cái hố này mình đào này. Quanh có gì nữa không ta? Lấy mấy cái stick này về đi. Rồi. Thì game này có nhiều thứ map. Thì bọn mình đi xung quanh là những cái bản đồ đó mà đi hack khu vực này, khu rừng cháy. Đó. Còn đây là Cái buồn lệ khu tiếp này tiếng ở đâu ta? Đây 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 đây. tuyết, là nó ở hướng đông tây nam bắc tây, hướng đông bắc. Ok, là vùng thảo nguyên, chỗ này đẹp lắm đó. Còn đây là Ủa nó kêu là cái cái buồn lệ. vùng đồng bằng gì. Nó kêu cái buồn lệ cái đầu đạn có thể chế ra. Con mình có thể dùng dùng cái lò than á. À, mình chế từ cái hai hai stick. Hai stick một 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 cái rap rap lít như là một cái mô mà cái Nhưng mô mà chất này mà thì làm từ cái khuôn đầu đạn làm từ đâu ra cái khuôn này mình bắt buộc phải đi kiếm cuốn sách để mà học. kiếm sách Rồi nữa nè, rồi. rồi đây kiếm cuốn sách đầu đạn mới học được. Và Bị giờ đói rồi nè, kiếm đoàn đi. giờ anh em đi phiêu lưu đi. Kiếm đồ ăn luôn. Đây đây tôi vô lại đây, bây giờ phải đi phiêu lưu kiếm kiếm cái cuốn sách đó mình mới học được tên Giờ giờ thường vị trí thường địa chỉ là gì. ở chỗ nào nhiều đồ nhắc được nhiều đồ ăn nhắc anh tay. Đồ ăn siêu thị Thôi tao nghĩ bây giờ mình đang đi khám phá ở phía đông đi. à, tôi đang vô lại đó. Thì mình đã Phía đi đông hả? phía đông, phía đông là khu nào ta? Phía đông hình hình như là khu làng cái khu rừng xanh đó. khu rừng xanh rồi, không biết cái khu gì chắc có thức ăn không. Thì bên này là khu rừng khu rừng cháy, là bị khu rừng cháy khác, khu rừng trái khác mà thảo nguyên khác đó.
Còn phần dưới đống này chưa tìm hiểu nữa. Tìm hiểu đói quá rồi. Có đồ ăn không? Chỉ Anh còn nói ở trong là mày nhìn ở trong đường có hai cái hộp đồ ăn gì á, nhưng mà ăn bị chữ gì mày coi mày ăn đỡ đi. lấy cái bùa blue brick này xem thử. Đồ ăn gì, làm gì có đồ ăn gì đâu. Animal Fat, mỡ động vật. Cà phê này, đây là giúp tăng stamina. Không có gì ăn nữa, chỉ có cái bột blue này mới ăn thôi. Ok, lấy ăn đại đi. Vô đây, anh vô đây, Trời anh sẽ ơi, trở lại đây. một chút xíu. Nó cái game này bừa bãi. Có chiều mẹ rồi, xong mình là Mỗi mình lần thì mỗi lần ông mình bà mỗi đi. lần vô vô trình duyệt lắm. Cái thì mẫu mỗi lần mà đi chuẩn bị khám phá là trời bắt đầu tối. Là sao? Thôi thôi, ông trời sáng đi mệt. Ông chết trong hôm qua bị gấu cắn chết. Giờ đói nhăn răng quá rồi. Không biết sống qua đêm không đây. Để coi chế. À không, cái này không phải. Iron đi. Cái này đào đất sướng lắm. Đào đá nữa. Phải đái con nhỏ em buồn. Nó Rồi. kêu em, nó kêu thẳng nó có đồng hồ. What the fuck. Quên đi, buồn anh, hẹn anh còn chưa xong. Đâu phải như là canh ti ngày xưa nữa. Con bị khùng con kêu thật. Con nhỏ nó chơi thân rồi. Con nhỏ chơi thân rồi, ngày xưa nó mua chiếc bô nó tặng tao hoài gì. Nó đi nước ngoài vậy nó tặng quà tao hoài. Mà giờ này tao mấy năm nay mày thấy 2 năm nay của tao chết lên chết xuống không, mà tặng chặt chết chết vời Không lẽ bây giờ đi chết. ngoài kia tìm trứng gà rồi. Chắc tao phải đi làm trong không. Chứng chứng mày đi vòng vòng mày kiếm cho anh đấy. Hai cái trứng gà. Không. Mày vòng 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 đó mày kiếm mấy ổ chim mày kiếm trứng ăn đỡ đi chứ sao giờ, để tao nghiên cứu tao chế cái đi. Không, Đang bây bây giờ giờ có cái lò chế rồi, nó ở nhà chế đồ rồi. nó À nói mày mẹ cái ống đổi của tao còn có khoảng 1/3. À, hôm nay chính thức là tao quay trở lại quay game này. Bây giờ là tao muốn quay. toàn mấy lông chim không nhỉ? Biết lông chim làm cho chết cung mà. Chim tổ chim ăn. Chim là mình đi, nghĩa là nó hơi bị thiên hướng là mà hủy hoại thiên nhiên, nhưng mà thôi kệ. À, con thỏ kìa không ta? Ta mặc kiếm trứng. Chim. Ta coi thử chế được cái gì nữa không ta. Thôi ta dùng ta chế cái crowbar đi, bắn đi. Crowbar. À không, cái bút nha, cái nhầm cái bâu nhầm crowbar hơi bị thiên hướng ảo tưởng. Đâu rồi, cái bâu rồi. Giờ là ngồi đang nghiên cứu chế gì vậy? Chế mấy cái phần khác của đạn chứ. Rồi đi kiếm cái đầu đạn. Cái bâu rồi ta. Đây, ủa không phải. Mày chế cái bâu. Cái thì chế cái bâu là nằm ở chỗ nào cái. Cái wood bow á, nó hình con dao. Lâm up clay. Vãi. Lâm up
Stick vãi cái đấy. Arrow hủ nhớ học được cách chế chế rồi mà nó cũng nằm chỗ nào ta. Ok đi đi. Lắc kiểu gì Có kỹ ra rồi. Chứ cái bầu rồi ta. Chế quần áo này, chế đồ ăn này, chế đồ ăn thức uống này, bất kịch này, cái xô này, liệu cứu hỏa này, iron, repair tool, bẫy này. Không có mà là sao rồi bao đâu hết rồi chắc mày có zombie đây. Ê Ê, bộ tí, tí gãy chân luôn. Gì? Mẹ mới vừa nói xong gãy chân. sao mày gãy chân Có ngon sáng ba lần rồi. cầu thang nè. Cầu thang thì chạy xuống tôi vẫn nhấn bấm nhanh nhanh cái rồi phạt gãy chân. Quá. Lấy Cái cung cái thề cung ở đâu wood bow á. bầu Tao đi cờ thọt rồi không chạy được luôn rồi. Rồi, quyết định bộ rồi. Chứ mày cần kiếm lá nữa. Đi cả thọt phải là Sáng bị hai lần rồi. đây. Gì? Ê, Gì? ê, Giờ bây vô nhà. phải sách này như sách chế độ đạn. Sách đâu có hay vậy? Thiếu stick. Ủa stick có bốn cái, vãi đái. Gần nhà nè, mày chạy vòng vòng nhà mấy cái này nó respawn Ờ, lại mình nè. đi rồi. Ta đang vừa đi Tao vừa. chừng mà tôi về. Ủa cái đồ chặn cửa mà đem đi luôn nè hả? Phải thanh niên. Stone. Hết đồ ăn rồi Lộc ơi. Xíu đây. Ăn rồi. À chắc đây nè, trứng trong người ta 14 cái rồi đó. Chế À, toàn xanh huyết hư luôn. Hay quá không bị bệnh. Ngon. Bà mẹ cái sách không mà tôi luận sách chế độ đạn của. sách chế độ đạo nó phải ghi Nó ông sách chế độ đạn nó cuốn sách nó màu vàng giống gì mà nó có cái hình đầu đạn. Mày không để ý. ngoài này quanh quanh đây có ba lô đó đã zombie bắt đầu mà trò bò rồi lông chim không như tôi chết được cùng rồi phải không ta bạn đã lên level 6 mà xong chúng đi hướng này này kiếm thêm chút hành trình đi kiếm đồ sẽ có mấy cục đá nhỏ gì nè Mỗi lần rồi. arrow wooden bow arrow
Đó, như vậy đi. Six. Xương như này này, ba lô này, lúc rồi, mặt trăng chiếu, nó bị gãy chân chừng này chừng nào hết rồi. vậy, cái bao mà, rồi cái bao này rồi. Đó kìa, mèo khó tiết thở. Bỏ công vô, kéo. Mày đứng im mày. Đứng im mà nó chui vô đá núp gì chứ. Con thỏ rồi, đây. Đứng im mày coi. Mày thỏ leo núi kìa. Nó leo núi. Chuột nó leo kìa. Nó hồn. Kìa kìa kìa, nó đứng im rồi. Chết mẹ. Đầu một hit check. Thỏ gì? Toàn đủ lúc rồi. Chắc phải đi xa xa mới tìm được mất. Đây ở đây gần như tụi mình lút hết mẹ. Trứng gì mà không có gì cả. Trứng. Hai cái trứng. Killer là một cái xẻng. Thế nó hồi sinh Cái gì? mấy cái tuổi Điều chuyện sao? nó hồi lại nhanh phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Chắc vậy. Tại vì lần nào đi ngang cũng thấy có lông chim với lông trứng. Cái gì? Để về đây tao đưa cho trứng làm. Làm tôi kiếm Mình phải phóc kiếm đồ, kiếm cách chế độ. cái kia trắng lại là giống như là thay thay thế cái cửa luôn á. Không ai nghĩ Rồi, tới cái cửa vừa như mình. Không thay thế cái cửa luôn lẽ á. Bây không ai giờ sẽ nghĩ cái cửa hay vậy. Đây đinh neo trứng là trứng nè mày, ném vào đây lại. tao nấu ít trứng nấu cho tao cái tao cũng hết rồi, hàng 14 cái trứng Chết mẹ, còn một chấm gì đó xíu luôn. thấy chưa, Thay rồi. ăn ăn chưa liền. Trứng lục à? Trời ơi, trứng sống mà ông nội chưa lục mà. Thì chưa lụa mới nhặt, mới vòng vòng nhặt mới gãy xuống gãy chân luôn, mới đi lộn cho mày Rồi. muốn gì nữa. Đầu tiên sẽ làm thịt thỏ trước. 1 phút. À quên, nhiên liệu rồi. Má tưởng canh ti có đem mấy cái à đây này đi nấu tí công gì keo ta này rất hoang vắng zombie, tại vì mình lúc đồ ở trong rồi mấy con zombie nó không còn gì, nó không của rồi. Xin giới thiệu các bạn, đây là TV LCD mới nhất của tụi mình, máy in này canh ti. Mét 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 tinh kinh tiền anh ti là chỉ để chân cho đẹp thôi, không xem được, không có điện, không có điện vậy chỉ nhà đang sắm guốc.
lỡ đập là xong, đập hai cục cái răng đi cha, để hai cục gì? giống bên kia luôn. Có kệ để như vậy đẹp chứ, kệ đừng có đập canh tay. Đẹp gì, bên kia nó đối xứng qua nhìn kỳ. Ờ mày lấy cái đó mày bỏ vô nhóm lửa luôn, là cái cục nó rớt xuống. Mình nghèo quá rồi nên là lấy mấy cái này. Ê thiệt, được có 30 giây. Trứng rồi nè. Cái ti ha, Ăn ăn rồi, ăn để tăng trước nè, nha. nhưng có được bao nhiêu đồ, Trời bao ơi, nhiêu đồ. xôi. Cái ti Có muốn cái ăn gì trứng. mà tạo ra 30 đồ nhiều nhất ta? Cái ti còn bao nhiêu thức ăn đó? Không, cái thành thức ăn còn bao nhiêu á? Thức ăn tao còn phải 1/3. Phần Ăn 3. đi, ăn trước đi. Rồi, nửa cây rồi đó. Giờ tôi sẽ làm món trứng. Luộc. Đào ta. Nãy tao mới nhập được một. Ủa? Mình lấy nước xong rồi mới có lon nước thừa đó. Ủa cái súng săn đâu mất rồi? Súng săn bé hiệu béo dữ hả? Gì? Súng trường đâu mất tiêu rồi? Hiệu béo dữ vô người nó rồi. Ủa chứ tao nhớ thằng keo gì béo trả không mà. Có đâu, súng trường có đâu. Sao tự nhiên đồ mày mắc vô duyên rồi. Súng săn thì béo dữ rồi. Xem xong này nè. Ủa không phải. Cái này không phải. Phải, cái đó cái phát thôi. Cái stock không. Mình chế nước xong rồi mấy cái bình nước thừa đâu? Gì? Mấy cái lon nước, mấy cái ly, không lẽ mình đổ nước vô chế xong rồi mất mẹ mấy cái ly nước rồi. Tao mất. Nãy tao không thấy cái mấy Tao cái nấu trong ở trong đường 13 bình nước với lại 7 cái bình không kìa. Trong người tao 7 cái bình không đó nè. 4 cái nè. Mày cho tao sống mày cũng phải cho tao uống nước chứ mày. xíu là làm đúc này vô đã. Còn gì nữa không ta? Thôi lấy gỗ đi. Gỗ trong cái rương nào phải không ta? Gỗ là gỗ. Ủa canh tay mấy cái thanh gỗ rồi canh tay. Cái gì Thanh gỗ rồi. gỗ đâu ra cho nội, Mấy đang cái giặt lấy gì có. Không mấy cái thanh gỗ mà trước có trăm gần 200 cái trong đó mà. Tao chế mấy cái thùng đó mày thấy hả? Mấy thùng nó bằng làm bằng gỗ vô cái gì, Không mấy cái tao thanh chặt một trăm mấy cái hết á. thanh gỗ kìa. Hồi điều này phải xuống. Wooden plank á hả? Không mấy Wooden cái plank á hả? mấy Wood plank cái gì mà tao mà còn nhớ tay nè, nữa. cái thùng giữa kìa, Đâu? cút lăng á, thùng giữa đó. Đang nghiên cứu chế độ. Đây rồi, quốc plan rồi. Tao lắm. Tao chế luôn. Speed. Bỏ. Đừng nói em. IG viết tắt là ví dụ đúng không? Là viết tắt của tiếng Anh là IG là ví dụ đúng không? IG EG là EG là ví dụ đúng không? cũng không nhớ nữa, cũng không biết nữa. Ôi sao mắc mẹ kìa, nó không hiện ra mấy cái ly nước nữa. Không lại mắc rồi. Ly nước ở trong thùng kìa, 17 cái. Không mình chế trong này nè. Cà phê mà đợt trước tao chế cà phê không biết làm gì nữa. Giờ không biết uống cà phê vô cho nhanh thôi. Trứng luộc họ cắt trong này đi.
Nhai. Ăn như nhà ghê. Má nhà như nhà xe nát. Trứng lục. Sợ. Thì nhà như này sẽ đắp. Thế này đầy máu. Nhầm, đầy cái thanh nước của lại rồi. 2 phần 3 rồi. Bây giờ chắc ngồi đợi tới sáng rồi. Cái clip thật. Không phải. Nói ta. Tạm dừng Tạm dừng để tạm dừng mà nó đỡ dài nhiều thời gian, để tới trời sáng mình sẽ đi khám phá tiếp. nói chung là sau thời gian củng cố lúc nãy mà lực quay thì công ty đã củng cố chế ra được cái nỏ, bây giờ mình gọi là có thêm một người trên nỏ, một người là Bowman, một người là Crossbowman, hai thằng sẽ đi phiêu lưu. Mà mình nó về nó của mía nó thần nguyên thủy mình nó chơi nó Này, thần nãy giờ quên mất à. hơi hơi hiện đại. Chào mừng các bạn đến phần tiếp theo của kênh ti. Còn cái phần Ti lúc nãy Lực có quay thì ai muốn xem phần đó đó thì có thể vào channel của Lực, mình sẽ để link ở dưới cái description, hoặc là mình sẽ chèn một cái bộ up ở trên cái video, đừng bấm vào xem thôi. Ok, đây tiếp tục đi thôi. giờ Cái mình quyết định là hai thằng sẽ quyết định chuyển ra sang hướng Tây khám phá. Tụi mình vô tình thì mình và Lộc cũng tìm ra được một cái lỗi của game này rất là hay. Sửa lỗi game này rất là hay. Bình thường chơi á Chú thức gì ăn nè. à, Thức ăn, thức cho ăn, thức ăn, thức tao ăn. cho tao cho tao cái game này Đây á, tôi. bình thường Này á, tôi ném mà nếu mà không có quay á chơi nó hay rất rất ép, rất là sáng. Đang chơi có thể rất ép đứng luôn, và sau đó nhưng mà bật phần mềm quay lên bằng farm thì chơi lại rất là mượt. Một cái tựa game mà trước giờ mình cảm thấy bựa nhất trên đời, tại vì trước giờ chơi game mà mở lên lắc thì quay thì thông thường FPS nó sẽ giảm hơn, mà bây giờ cái game này nó ngược. Vậy nhặt mấy bãi này, nhặt trứng chim Do nào cha, tôi đang kêu có đây. trứng chim nè cho biết nè. Thường thường á là chơi game này FPS nó di chuyển liên tục nên nó lag, còn bây giờ nếu mà mình quay game mà FPS nó kiểu Nó lóc lại, đóng băng lại luôn, lóc lại luôn, nó không di chuyển gì cả. Nên là ít lag. ít lắc thôi, nhưng mà lâu lâu là nó sẽ khựng khoảng 1 giây, nhưng mà nó bị drop á là nó phải là khựng khoảng 1 giây nó lại chạy tiếp. Tại cái game này do các Có bạn túi này, hoặc không small. đôi khi các bạn thắc mắc tại sao game này hình xấu vậy mà nó lại vậy, thì mình sẽ giải thích luôn. Bởi vì cái game này nó sử dụng engine Unity cũ, thì khi mà mình di chuyển tới đâu thì cái texture nó sẽ lát tới đó, đâm ra là nó sẽ bị drop FPS. Còn thông thường những cái engine mới thì nó sẽ cái engine nó khi mà mình vào game rồi thì nó lag toàn bộ cái game luôn, hôm nào mình chơi nó sẽ không bị drop, nào mình chơi nó sẽ không bị drop. Đó, là một cái bựa của cái Unity đó. Bộ Unity thì những cái game mới sau này như mình biết thì Unity cái engine mới của Unity 4 thì nó sẽ không bị cái tình trạng này, mà những cái bản cũ như bây giờ là sẽ bị như bây giờ. Từ từ đã chứ tao múc miếng nước ra Đó là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Còn một điều thú vị trong đó. game nữa, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Thì đây các bạn thấy đây là cái thác nước đúng không? Nhìn nó giống như là bức tường vậy á. Đó, chúng ta sẽ đi thang máy. Đi thang máy đó. Đang đi thang máy lên nè, đó không? Thác nước mà nhìn như bức tường vậy, đúng hài. Sau khi trở lại mặt nước chúng ta sẽ thở cái rất là sảng khoái. Đó. Rất là sảng khoái. Đó, màn hình có giọt nước động lại đàng hoàng, giỡn Unity Đó. đó. Tuy engine hơi cồi tí thôi nhưng mà vẫn đầy đủ hiệu ứng nha. Giờ. Và lại một điều cái hay của trò này là trò này không có gì thừa rồi á. Đúng rồi, Cái gì nó nhưng cũng có một cái tác dụng riêng của nó thông rồi á. thông thường thì những cái game sinh tồn như vậy mà crafting có những cái hệ thống crafting á, cái crafting system á, thì đảm bảo với các bạn là những cái item nào bạn nhặt được không bao giờ thừa. Yên tâm, chẳng kể cả cái bỏ lon đồ hộp bạn mới ăn xong của Ê, nó có túi gì vậy? có súng Được gì vậy? ấy đó, Súng bị hả? khẩn bị khẩn không phải súng mà là cái hunting rifle, cái một cái linh kiện đó ra với súng Bên săn. kia. Nghe tiếng gom Vừa đâu đi vừa vậy? nhặt. Dưới kia. Ở dưới kia có ba lô Ôi, hay gì mày kìa, cái gì? Ê, xương rồng. tự nhiên con cua zom nó đi vào cái xương rồng tái chết kìa. Ok, nó chết cho nó rồi phải không?
Tự nhiên đi hàng vô cái sân rộng hàng chắc. chạy mấy bữa tao đi tao thấy xác nó nằm đó mà không có ai giết. Ra cái ba lô chỗ nào đó. Bây giờ mình má đồ ăn rồi đúng không? Bây giờ mình phải thằng thằng cái là bây giờ Công an tụi thấy phấn lục á. mình bây giờ tụi mình phải đi giống như là đi tìm cái đi tìm cái mình phải đem cái tuần ngủ Ui, theo alo, là cả alo. là cả mà bây giờ mình phải đi kiếm cái Ok phòng mình ráp mỗi thằng một cái chỗ ngủ mình đem theo giống như là mình chết mình đi gần gần chỗ nào mình lốt ra mình đặt chỗ ngủ đó luôn để spawn mình nhập đồ cho nó nhanh mình nhập đồ cho nó rồi về nhà là mình mới đặt cái gì ấy đáng 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 chín mò này lực có nhặt cái lực đâu hai hai mươi đâu tám được viên kìa hai mươi tám viên với lại cung luôn nhưng mà đu cung nè gặp gặp do mày 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 bắn cung đi cho nó đỡ ổn cái súng bao giờ bị được cung lắm mày lấy chết mẹ nhưng mà cái súng này càng gãy phải càng hư rồi nó còn một phần tư mấy tao quay ngoài không chú ý vậy thầy đã nói hồi là nãy bây giờ để vậy như là tầm đắp ok mình Berry trong người quá trời Berry sẽ sử dụng lúc Inventory mà sắp quan đầy trọng mà hơn nghe rồi sắp đầy mà có cái gì thừa dục mẹ đi stick mấy này dục cái đó mẹ không đi quan trọng dục rồi quan trọng lắm mày đi đường đầy đường đầy đường đầy đường sắt không lông chim à, lấy không cái mẹ không một đất trăm sét hai mấy được cá mẹ rồi luôn được cái lây này quăng mẹ đi đi đào đây cần cái xa này không biết vứt làm gì mẹ luôn nữa anh để từ từ đi khi nào cần thì tao lúc được cái gậy mà có dính gai này mà chưa quấn con zombie nào rồi á từ nãy giờ toàn chạy giờ wood cứ không wood ăn miếng plank trứng này đã cũng wood plank này cũng có tốt đầy drop EBS thấy không nó đang chơi mượt tự động nó đứng nó ngừng lại vậy á nó khi mà bị tình trạng drop thôi mình đừng chơi nó cái cần này là các bạn nào mà kiểu máy mà kiểu cũng yếu yếu mà các bạn nghĩ chơi được trò này cũng hơi khó lắm đúng mà nhìn nhìn một hình nhìn mình nhìn hình này cứ cứ nghĩ là chơi được mà thật ra thì hơi bị thốn nè chạy màn hình mình ba ghi ba ghi bút lên 6 GB mà còn chịu không nổi tài khoản của tao tự bò lên mình ra 6 GB trên mà ê ê cái thì có cái là lèo kìa đi đi hình như mình đi lộn hướng rồi cái phải lèo này hôm bữa cái mình nào định hướng dẫn đi thôi cái kệ đi lèo này hôm bữa mình định vô nè nhưng mà mình dom nhiều quá hôm nay có vụ chủ rồi hôm nay có vụ dứt luôn khi nào quan trọng thì tao sẽ sử dụng súng. ủa có sao có do sách dom chết đóng thành cái hình tam giác Ê, túi đồ. Ủa, đã lúc rồi à? không biết Ê, canh đi có túi ngủ này, hai có túi ngủ bằng cái tay nè. để tao vô nhặt viên gom nè cái Để nỏ giết bắn cho. sao khó bắn quá vậy Chuẩn bắn trượt tà lai. rồi tàn kê ngay đầu không rồi tàn bắn trượt đã hiểu Ồ, cái này quýnh hai cái chết nè. Ok, cái tàn tàn này kê quýnh ngay gà nè. đầu mày xem clip tao mày sẽ thấy bữa qua giờ tao tàn kê ngay đầu giờ tao tàn kê ngay đầu đầu tôi ngủ đâu Xương này hai cái này đem theo đem theo con hàng một cái con hàng một cái chắc mày có mang thêm painkiller không kem có mới nhặt được mới nhặt được ở đấy mới nhặt được thêm mấy ủa cái này quất hai cái cây gỗ nè giấy này ok trời mấy cái này chặt đem gỗ hay về nè cái đèn pin ngon bên kia trong đây con cái này là phải tao bỏ thêm cái vô này có Ủa, thằng quá tìm được trong cái khe này luôn rồi. không được luôn mà đó lấy đi ở, ở trong cái ống này nè cái ống gỗ á cái ống gỗ đứng á Rồi, ok. cái gỗ này cứ để đây đi mốt cần mình ra mình chặt Ok. cũng gần nhà mà mà chưa gì chơi Càng tao mơ ngày rồi mưa mờ mờ áo áo rồi. Quanh đây có cái nào? Ui, để tao giết những bì cho. cái nọ nó Hai khó cái bắn trái phải chụp đái cái này nè không mạnh. để tao bắn Ui, thử coi chết anh không đi. nha lần gì Sách thằng không. Sách hình tinh dễ. hả hả Dao. rifle hả à dao dao Không, lấy hình đi tinh kinh này. lấy đi lấy đi cái dao đó đang cũng to lắm á dao dao găm á học Coi đi nè. ẩm cần cần ai rồi Đó. Để coi ở nè học ở chỗ nào. bọn ship này nên để Hình tinh kinh này. Ủa cái dao này cái dao mà sử dụng trời chế 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 dao này cũng dễ nhưng mà đụng má hồi nãy tao bỏ quay mày cục sắt ở nhà rồi nhầm có cục đồng ở nhà rồi gì cái iron cục fragment sắt nè nhầm ai ai ingot á ingot nè ingot tao con cục trong cần người nè
À, có cục máy, tao chỉ cần một cục thôi. Phải làm cái stick là đủ. Bỏ trong đường Chế à, dưới đất là kìa, dưới đất đập kìa. thử như nào. Rồi, ok. Mày sao đói bụng thế nhỉ? À tao bị què giò nên tao mau đói bụng rồi. Nó ăn ăn cái đồ hầm Sao mà này bị vô què mày mới giò? tụt nước. Ờ bị gãy chân Trời hoài, chân chưa lành đang băng, chân chưa lành đang băng. Trời sắp mưa hay gì âm u sắp vậy? mưa hay gì âm u vậy? Nhưng mà đi đi vô khu đường trái rồi mà đi vô lòng. Ờ đúng rồi, khói. Phải ace nè. Phải Thôi phải tao thấy khu xong, đường trái này chắc cũng không đem có đồ về, ăn đâu. sửa. Mày lấy đi lực. Đồ tao chặt cũng ngon rồi đây vô lại vô. Nhớt nhớt cái nhà còn nhiều. Để đây đi mốt ra lúc. Không mà đi hướng này đi kinh tê. Đi hướng này đi. Chắc đi khu Ờ đường trái đường chắc không có cháy gì nguy mình hiểm lắm, đi. chả có gì. Toàn gạch đá. Chân tao què đó trời ơi. Trời ơi, tao nha, anh tụt, anh tụt này. Đây, painkiller đây, may Ê, quá. có ba lô, ba lô, ba Ok, lô, ba lô, ba painkiller. lô. Ba lô, ba lô. Nhìn từ xa anh đã thích cái ba lô. Có gì? Có cái Vitor Barrel. Ba cái bình này Tôm là bà rèo. phải luôn. Nghe ba lô mình sẽ cho đồ phụ đó. Ở trong sa mạc này một một kinh nghiệm nữa mình chia sẻ luôn, tại vì mình lúc nãy mình có đọc comment ở trên video thì có mấy bạn là kêu mình quay clip hướng dẫn chơi game này, thì nếu mà mình phải chơi single player để mình quay lại thì nó hơi bất tiện chút, nên thời gian chơi co-op chung với lực thì mình sẽ làm luôn, thì mình chia Giải sẻ thích luôn. nói kiểu À, vậy, giải thích luôn, giải thích nếu luôn. mà các bạn ở trong cái sa mạc này nè, nếu mà các bạn đi đến đây thì hãy chạy vô, đừng nghĩ trên đường sẽ có đồ ngon. Ở trong những cái khu hoang mạc đó có lâu lâu sẽ có những cái ba lô rất đồ rất là thơm, Thì các bạn đừng có nản khi mà vô đừng có sa nản mạc tuy là dạng ở vậy đó. tuy là Đúng ở ngoài là rồi, thật sa mạc nó không có gì hết trơn nhưng mà thật sự đồ nhiều lắm. đồ ở đây dễ sống nhất trong tất cả các khu, tại vì ở sa mạc các bạn có thể nhìn thấy những cây nha đam. Đâu rồi, cũng Nha mến đam thì đây chém này, máu đây á. nha đam, đây nha đam, đây aloe vera. Là các bạn có thể chế được những cái loại kem, và từ cái aloe vera này cộng với lại Canh ti một đợi chút đi đá cái. cái hũ thủy tinh này nè đó, các bạn có chế được kem đây là mình gửi cho, đây aloe cream, ba cái nha đam, bốn cái nha đam cộng với cái hũ này mình sẽ được cái này, mình sẽ tăng được 10 máu. Do mình đang tới hay đâu vậy? Đó, những kinh nghiệm mình chia sẻ trực tiếp trong đây luôn, nên các bạn coi thì hãy để ý. Thì bọn mình sẽ không có thời gian để mà làm việc. Cái nỏ này bắn đam to mà sao nó bay được, đang được bay, đang được bay. Rồi. Bay vừa mới vô chứ chi gặp dùm bi nữa cực thì bắn ớn này Cái nỏ này không bắn mình đam vô to, sao mình nhưng luôn mà rồi. cái nỏ với cục yết Nhưng mà suốt sách gì vô đấy. Ơi rồi lại 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 sách chế dao nè, học luôn. không đấy Hành tinh chế dao đâm hai hai cái cháy đó để tao đâm hai cái đây mình chế vũ khí nhất mình cũng phải sử dụng mình nó nói chung này biết những cái mày đồ trong đây không cái nào là của thằng cường. sao đứa nó chém Cái đàm xa của rồi con, cái đàm của con dao nhiều đọc ở cái lục kê vô coi nó hiện cái điều sần con nhiều à lắm. đam nó là độ bền bốn bóng đam Cái nỏ này là là chỉ tính đam trên trên không cái phép bóng mũi tên thôi, bên tham đam 45 nè. bóng dài là 45. À, cái này mình chắc mình giờ mình có rảnh mình tập bắn nỏ, nỏ với cung ở trong game mình khó bắn. Chơi ngày đầu bắn không trúng đâu, phải canh cái đường hầm rơi, độ rơi, độ lạc. Chất lượng bốn bóng mà. Ok, đam Trong 10. này, trong nhà đây. Kệ mình cũng đang sử dụng mấy cái vũ khí đi, gặp zombie mình cứ chém mấy cái để mà lên level cho nó mạnh. Không À, kìa. những cái Bây giờ dốc mình có vũ sườn khí này nè, mà sợ. những cái dốc sườn núi này lâu lâu nó có hai drop ba lô ở đây không? Đó mới nói mình thấy mình có thấy một ba lô màu hồng dưới kia. Thôi để tao lượm cho Hay các bạn tao thấy số không, số tao hay lắm. thông thường thì những Số cái tao hay ba lô lắm. này rất đồ thật lắm, không biết này có rớt gì không? Đây thấy không, Biết 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 đấy tại rớt sao rớt tao ngay đồ ra rớt đất, đây chỗ cần. toàn đồ ráp vũ khí không, bom shotgun. Biết tại sao mà ba lô thường hay rớt chỗ núi không? Ok. Hả? Có nhiều thằng nó đi leo Đi núi té mà nó núi chứ. ngu té rớt đau chết.
có độ rơi của cung này nhiều vậy. Một crossbow để kê Mẹ cao cung mình lên cũng chế đóng đó. cung, cái tên nó Sao dễ tôi chế hơn là nỏ. Cái cung nỏ, cái tên nỏ khó chế, nó cần nhiều liệu. Để coi còn cái gì, cái gì. còn gì không ta? Hồi nãy Cần phải 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 lần cần đàm mấy phải cái phải stick cần đi. cái đầu bằng thép mới chế được nỏ, phải đam nỏ to hơn. Lấy máy này đi, trứng lục. Hàng xu đi trên đường làm gì ăn ăn. Đồ quá trời. Nhìn lực tướng lực đang chạy trước mặt quân Cà phê. lẫn, mình lại nhớ ngày hôm qua lực bị để chạy. Phải Tưởng tượng chạy bằng cái cái này. thằng đợi đợi nó cao bồi đó mà nó bệnh hai 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 cái tay bệnh bệnh với mông mà chạy, nghĩ tới mắc cười vậy. Là cần cung dụng đi, giảm bớt mất máu đó đi, để dành máu mà đụng gặp chó chiếc rồi nó cạp Không nó tao chết. thấy. Không tao thấy mấy cái đồ vũ khí này thừa quá, tao phải quấn cho nó bớt đi chứ. À, tao dùng cái đống không? Buôn ship giục mẹ đi. Khi nào cần nó xài, cần hết mẹ rồi. Còn đây Đó. tao tầm bắn nổi này mày. Bị lạc chứ không, rõ ràng kê ngay người không chết. Nó bị lag, nó cũng có tính hướng hướng nữa. Đó, bắn trúng đầu rồi đó. Này bắn bốn 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 cái tên mới chết. Cái game này vừa dở cái Chụp là lấy đi. nó không cho mình nhặt lại cung. Thì nếu mà logic thật sự là tên mình bắn ra mình có thể mình nhặt lại được. Game này còn phải Nhưng update mà sau này. chắc nó nghĩ là đồ kiếm đồng này dễ nè, chứ nó không cho làm Dễ cũng cũng dễ, nó tỷ. không cần hay sao. Trên tỷ Ê, hả? ba lô nè. Quá đã Bị lúc lút rồi. hết rồi, bị lút hết rồi. Lút hồi Chẳng nào? béo lúc rồi. Địt mẹ. Sương đồng cắm đầu luôn. Hồi chắc cái này là béo lúc rồi đó. Khu này béo lúc hôm qua, hồi chiều béo có vô đây chơi mà. Chiều nay hai mày chơi hả? Hồi góc nhầm hồi trưa, hồi mà bị rớt mã. Tại giờ khuya quá nên Kiếp nhiều luôn. béo không chơi, chắc là dự định sáng mai cho mình sẽ quay tiếp. Mai chắc khoảng Phải sáng mai nữa. 12 giờ trưa. Mai chưa quay tiếp Mai trưa đi. tại vì sáng mai mình sẽ làm render video này để chỉ có xem. Tiếng gì vậy? Mình Thôi nói mình đi chuyện ra, đang nói trực mình tiếp mà đi. thật ra thì các bạn mới xem cần mới biết mà mình nói Mình nói như kiểu mình đang stream. nói như kiểu đang stream, thật ra thì các bạn xem Ê, rồi mới biết. kệ, gặp gặp trên đường giết zombie được để kiếm level đi. Mình cũng có vũ khí mà sợ chứ. Có tên mày mấy trăm cái Công ty vừa mới hit shot mày bắn hả? Tao bắn hụt. Không, tôi thấy cái cung mà tôi bắn. Ê, ba lô nè, thằng này đi ngang qua không thấy. Long chim đó này, long chim quá trời. Hồi trước lúc mới chơi cái long chim mình không biết kiếm ở đâu, ra sa mạc không có long chim nó nói nè. Long chim mà các bạn có thể làm một cái bộ lông vũ ra cắm từ đầu đến đuôi, cắm vô lỗ đít luôn cũng được. Rất là nhiều. Sợ. Làm chim nữa mới nói Mấy thằng canty đi quăng ngang qua ba lô thấy kiếm được mấy cái đồ gì, gặp súng lục này, lụm mày zombie này, lụm đi, zombie bò rồi bắn, ông lụm mày tao cũng lụm, mày là zombie bò tao dễ bắn lắm. đâu bỏ đâu vậy. Đi mẹ mà nói dễ bắn mà cũng bắn trường đấy hai phát chết băng keo hết slot mấy cái đó chưa cần. Đây 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 là thêm một kinh nghiệm chia sẻ luôn, các bạn có thể nhìn ở đây cái bãi đất ở đây là màu sáng hơn đúng không, ở dưới đây màu thẳm hơn, có rêu. Các bạn ở đây khi mà tìm đất sét có thể đến đến những cái chỗ khu vực này để mà dùng sẻng đào đất sét, clay á, clay là đất sét á, các bạn có thể đến đây những cái vùng mà đất sẫm màu là đất sét. Ở đây Hình có như là trang mình càng càng ở đây xa ở đây canh có tí. trang trại, có trang trại, có cái nghĩa trang kìa, được không? Đây 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 tao thấy rồi, mà mày đã xuống giết zombie rồi. Đi mày zombie lẩu hả? Sao bắn 400 cái không chết rồi. Ủa, giờ ông Canh tí leo núi hình như như là giờ ông mình leo leo núi như điện đó lực ơi. trên núi rồi. Giết rồi, rồi nó chạy nhanh quá bắn không được. Má game mày đã khó bắn rồi.
Trời ơi, bắn chơi ngay đầu rõ ràng cái đường tên nó bay lật về bên phải. Bựa thiệt chứ. Mà cái game này cái cây nó đâu làm thật đâu mà đâu biết cái gió bay hướng nào. Đâu. Hay đấy. Nhìn chỗ này bão cát sa mạc kìa. Bây giờ